Hi, xin chào các bạn. Sản phẩm các bạn đang được thấy chính là động cơ điện được sản xuất bởi tập đoàn Hyosung Hàn Quốc. Trong video này, mình xin giới thiệu đến các bạn công suất 11kW có kiểu dáng mặt bích được quy ước bởi Hyosung là TEF. Mời các bạn cùng xem hết video. Thiết kế kiểu dáng mặt bích tạo cho động cơ có khả năng kết nối linh hoạt với các ứng dụng hoặc với các sản phẩm khác như hộp giảm tốc. Các bạn có thể thấy phần động cơ điện Hyosung có màu xanh dương, lớp vỏ bóng nhìn cứng cáp, bề mặt dày. Động cơ điện Hyosung 11kW mặt bích được sơn phủ hai lớp sơn. Lớp sơn bên ngoài chính là lớp sơn phủ urethane, tạo cho động cơ điện có màu sắc đẹp. Không dừng ở đó, mà lớp sơn phủ này còn có tác dụng bảo vệ bền chắc cho động cơ điện, chống mài mòn rất cao và kéo dài tuổi thọ cho lớp vỏ. Ngoài ra, lớp sơn urethane cung cấp bảo vệ tốt giúp động cơ hoạt động ở môi trường thời tiết bên ngoài nhà xưởng. Đi sâu vào bên trong động cơ điện Hyosung 11kW mặt bích TEF, các bạn sẽ thấy rõ những linh kiện như stator cuốn dây đồng có hiệu quả cao, giúp tối ưu hiệu suất và giảm thiểu tiêu thụ năng lượng. Rotor thì được làm từ thép silicon cao cấp, ở hai đầu rotor là điểm kết nối với vòng bi. Vòng bi được sử dụng là một trong hai thương hiệu KBC hoặc FAG của Đức. Việc sử dụng vòng bi tiêu chuẩn chất lượng cao giúp cho tuổi thọ động cơ được tăng lên, hiệu suất hoạt động cao hơn. Ngoài ra, rung lắc, tiếng ồn sẽ được loại bỏ khi sử dụng linh kiện vòng bi tiêu chuẩn chất lượng cao. Động cơ điện Hyosung 11kW sẽ hoạt động ở điện áp 3 pha 380V với tốc độ vòng quay là 1465 vòng trên phút. Vì đây là động cơ điện 4 cực có tiêu chuẩn hoạt động liên tục S1. Với công suất 11kW kiểu dáng mặt bích TEF, động cơ điện Hyosung có tổng trọng lượng là 127kg. Để thuận tiện trong quá trình di chuyển động cơ điện mặt bích Hyosung đến địa điểm lắp đặt, nhà sản xuất có trang bị cho động cơ điện Hyosung 11kW mặt bích một móc thép ở phía trên thân động cơ. Các bạn có thể dễ dàng móc động cơ vào cẩu trục. Vừa rồi là những thông tin giới thiệu đến các bạn về động cơ điện Hyosung được sản xuất bởi tập đoàn Hyosung Hàn Quốc. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với Đài Kinh Bắc. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.